Bé nhà tôi 7 tuổi bị viêm dạ dày, nhiễm khuẩn HP. Cháu thường xuyên bị đau bụng, đầy hơi, ợ chua. Tôi có cho con sử dụng thuốc Tây nhưng cháu thấy mệt mỏi và uống được một thời gian thì cháu lại kêu đau. Xin nhà thuốc tư vấn cách điều trị cho cháu với ạ. Chào bạn, đối với trẻ 7 tuổi bị HP dạ dày thì bạn có thể sử dụng thuốc nam để điều trị. Sử dụng thuốc nam thì rất là an toàn và hiệu quả lại cao. Đối với bệnh nhiễm khuẩn HP dạ dày thì hiện nay nhà thuốc đang điều trị bằng vị thuốc chè dây. Thông tin thêm với bạn về đối tượng sử dụng chè dây như sau. Đối với những bệnh nhân bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng, người bị trào ngược dạ dày, viêm dạ dày do nhiễm khuẩn HP, người làm việc trí óc nhiều dẫn đến căng thẳng đầu óc thì sử dụng chè dây cũng rất là tốt. Người bị suy nhược thần kinh, mất ngủ, người thường xuyên bị đầy hơi, ợ chua, người bị viêm họng cấp, viêm amidam cấp, viêm thận cấp, người bị mụn nhọt, viêm răng lợi. Người bình thường thì vẫn có thể sử dụng chè dây để làm thức uống hàng ngày để tăng cường sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Để liên hệ mua chè dây thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn và giao hàng tận nơi ạ.